đông quá không có quay được gì hết á, quay phần tài coi. Hay vậy. Quay thằng Tài á, tôi thấy thằng Tài đẹp hơn quay lại. Không quay cái ông thằng Tài nè. Mấy đứa nhỏ nó hết coi thằng Tài lắm. Phải mua hàng mới được lì xì hả? Vậy hả? Vậy hay vậy vậy. Quay ừ hay vậy, có vụ này nữa hả? Có chứ, mua gà tặng người đẹp phía sau anh à. Người đẹp phía sau anh, mua gà tặng người đẹp. Cái ngày này hay ha. Không, tại đi rồi đó, đi không có về liền á, chứ về liền là mua cũng rồi. Tại đi giao hàng á, lâu không có về á. Ở đây rẻ báo xanh luôn hả? Ừ. À hay vậy. Không ơi, anh quay lại giới thiệu cho bạn tới up lên giới thiệu cho bạn. Được nha, cảm ơn nha. À vậy hả? Rồi để quay để qua đâu. Ở đây bán tới mấy giờ lận anh? Bán tới tối hả? À bán 10 giờ hả? À. Quay giới thiệu cho chỗ anh ơi, cái này có chi nhánh không anh, hay ở đây bán cái đây thôi à? Có nhánh chứ. À nhánh có 3 nhánh. À công ty này hình như bán mấy chỗ luôn không anh? Có mấy cái xe này giống vậy phải không? Công ty này chắc có mấy cái xe giống vậy phải không? Đâu biết đâu. Không, tại sao? Anh quay sao? Anh quay để làm gì? Anh quay để up lên giới thiệu trên YouTube á. YouTube hả? Cái kênh của anh hay quay về mấy cái giỏ bán đồ ăn á. Kênh gì vậy? Hả? Cái đó là kênh gì vậy? Trung Hậu Studio á. Trung Hậu Studio đúng không? Đúng rồi. Cho em coi nha, rồi em sợ nha. Tại vì em biết không? Anh quay nó cũng nhạy cảm á. Ủa, gà này nhạy cảm á hả? Không phải. Hay là thần tài? Biết là anh làm gì đâu. À, thần tài nhạy cảm hay là cái gì? Không phải. À phải hỏi là quay làm cái gì phải không? Đúng rồi. À, anh tại anh quay up lên cái kênh của anh á, kênh à, của anh. Đúng không? Trung Hậu Studio đúng không? Kênh của anh nè. À. Ồ đăng ký giùm anh rồi nha. À vậy hả? À, cái này là không, cái này quay cho tao biết cái chỗ này tao mua gà có sao đâu. Vậy hả? Ủa, quay cho mình. Quay vậy luôn hả? Thì cho tao vô quay cho tao vô coi rồi sẵn tao biết cái chỗ này tao quay luôn. Chứ đâu phải anh, đâu phải thị trường hay gì đâu mà quay cái này. Tại do bạn bè biết chỗ này á. À, ủa mà sao anh muốn quay bên em? Tại thấy Hoàn Tài này vui nè. Chứ mấy chỗ khác đâu có Hoàn Tài đâu. Mấy chỗ khác bán gà thôi, đâu có Hoàn Tài đâu. Nè em đang cho làm activation ở đây. Hả? Em đang cho làm activation ở đây cho nên vậy đó. Em đã activation ở đây hả? À, à. Hoàn Tài lên cái xe này nè. À, à. Mọi người có thể ghé tới đây mua của em được. À. Anh mua của em cái cũng được. Tại anh phải đi rồi chứ anh không có về liền á, chứ về liền là mua rồi. À, không sao anh ghé đây mua một hồi. Để anh quay cái quay cái thương hiệu ở đây luôn á. À, anh quay của em được quay của anh không? Có sao đâu bình thường. Đúng không? Đúng không? Để quay nha. Quay giới thiệu cho cái này mua gà tươi hả? Thôi anh nói gì nói đi. Đâu có gì đâu thì quay ốc lên giới thiệu cho em á. Anh giới thiệu em nha. À. Cảm ơn nhiều nha. Ở đây sáng có mà hay là giờ bán hồi nào từ mấy giờ? Em bán chiều mà. Đa số là bán chiều hả? Đúng rồi anh, hầu hết là chiều, dụ như tầm khoảng từ 1 giờ mấy, 1 rưỡi, à. 2 giờ thì bắt đầu xem ra. À. Bán thử tối. À. 8 giờ, 8 tối. À, cái này làm vậy trễ quá ha. Trễ. Làm.
quay về quay về cuộc sống ở Sài Gòn á, đa số là quay quê anh đâu lận hả? Quê anh đâu lận? Anh ở bên Tân Bình á. Tân Bình khúc nào Tân Bình anh? Anh bên đường Cộng Hòa á. Cộng Hòa à? Gần em. Ủa gần em luôn hả? Em ở đâu vậy? Em Bình Tân. Em Bình Tân á hả? À Cộng Hòa chạy khoảng tầm có 15 phút là qua bên khúc em nghe tên lửa. À em bên tên lửa hả? Tên lửa mà bên gần y ông Mon á hả? Ủa có bạn bay cái này luôn hả? Bạn bay trên Facebook hay là gì? Công ty mở ra. À gì công ty á hả? Ba S Việt. À. Nhưng mà này là của Việt là. Chắc công ty phải có mấy xe để bán vậy hay là phải một xe đâu hả? Đúng rồi, nhiều xe đó mà tụi em đang hiện tại đang có cái máy ba chi nhánh, máy mở ba chi nhánh. À cái này nhượng. Tôi mới ngon. Cái này nhượng quyền hay là bán trực tiếp công ty luôn rồi? Đó là ở đây mô hình ban đầu á là tụi em sẽ vừa bán vừa build mô hình. À. Để quay lại gà đấy. Cái này tụi em cũng mới ra nên là anh quay thì anh cẩn thận xíu giúp tụi em nha. Cẩn thận à? Dạ, tại vì anh cũng biết mình đó là. Vậy. Đâu có thì gà nào cũng giống gà nào mà đa số. Đấy là cái mô hình đó. À. Tức là tụi em mới ra. Cái mô hình này mới phải không? Dạ. À. Tụi em chưa có visa nữa mà anh ra sớm quá thì sợ cũng bẹt bẹt đó nên anh khép khí cho em xíu nha. À. À đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là giờ anh còn cắt ghép video đấy mà đúng không? Thì cũng phải chỉnh chỉnh lại sơ sơ mới đâu đăng chứ đâu phải đăng liền đâu. Dạ. Ở đây được cái là đánh vô cái slogan tươi mới ngon. Đúng rồi. Tươi mới ngon thì bà con người ta nghe nó gần gũi. À. Tươi mới thì mới ngon hoặc là tươi mới thì nó sẽ ngon. À. Hay vậy. Mới ngon đúng rồi. Tươi rồi mới thì nó sẽ ngon hoặc là tươi mới thì nó sẽ ngon. Cũng hiểu rồi. Mà mấy chỗ khác bán gà đâu có thần tài đâu, đây bán thần tài hay. Mà mấy cái chi nhánh khác cũng có thần tài luôn hả? Có. À cái đây ở bên Thủ Đức cũng có này luôn hả? À. Mua gà chị ơi, cái đi chợ khuyến mãi em rồi. Thay vì mua bánh áo xanh này mua không có lý ha, mua gà đây không có lý ha. Đúng rồi, đúng rồi, gà tươi, thấy gà tươi mà vua gà tươi mà, thương hiệu vua gà tươi mà. Ồ, vậy là đi bên tuốt bên Bình Tân mà qua đây làm quá xa hả? Làm đi làm có mười mấy cây ít vậy. Ở đây mở này mở ra hồi nào em? Ở đây á, mở ra lâu chưa? Lâu rồi, hai tuần rồi hả? À. Mấy đợt qua đâu thấy này đâu, mới đi ngang thấy luôn á. Lâu lâu cũng đi ngang đây mà nay mới thấy này. Để qua lại xíu nè, qua lại xíu để giới thiệu. Cái này lễ nghỉ hay em hay có bán không? Sắp tới lễ nè. Lễ nghỉ hả? À. Cảm ơn em nhiều nha. Có bán gia vị luôn hả? Gà tặng túi cũng hay quá.